Dạ, Ngọc Lâm xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn gần xa. Thì hôm nay Ngọc Lâm xin chia sẻ với các cô chú anh chị một thông tin, đó là hôm qua Ngọc Lâm được ban tổ chức chương trình nhạc kịch từ thiện Hát Với Mây mời làm đại sứ truyền thông cho chương trình. Thì đây là một chương trình rất là nhân văn và ý nghĩa. Như thế nào thì mời các cô chú anh chị nhà mình cùng nghe Ngọc Lâm chia sẻ nhé. Ngọc Lâm rất vui khi được tham gia chương trình từ thiện đầy ý nghĩa này. Đây là chương trình nhạc kịch gây quỹ cho bệnh nhi ung thư do Đoàn Hội khoa Báo chí Truyền thông tổ chức, thực hiện bởi nhóm sinh viên khoa báo chí truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm nhạc kịch sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ tới 21 giờ 30 ngày 22 tháng 5 tại nhà văn hóa thanh niên quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm nhạc có rất nhiều diễn viên kịch nổi tiếng tham gia cùng các vai diễn của các em sinh viên với sự cố vấn của anh Trương Thành Nhân. Anh là một biên đạo múa, diễn viên, đồng thời là một trợ lý đạo diễn đã từng tốt nghiệp khoa thanh nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ kinh phí và lợi nhuận sau đêm nhạc và tiền ủng hộ của Mạnh Thường Quân sẽ được ban tổ chức và các em sinh viên đem đến tận nơi trao tận tay cho nhà trọ không đồng Thiện Tâm tại thành phố Thủ Đức, nơi đang cưu mang giúp đỡ cho 30 chị em ung thư và các em đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sống ở đời, điều chân quý nhất là khi ta biết mở lòng, chia sẻ yêu thương và cho đi. Các em sinh viên tuy còn ngồi trên ghế giảng đường nhưng các em đã biết quan tâm tới những hoàn cảnh khó khăn bệnh tật, tạo nên một chương trình ý nghĩa đầy nhân văn, giống như tên trường của các em đang học. Ngọc Lâm rất mong quý cô chú anh chị gần xa hãy cùng đồng hành chia sẻ ủng hộ cho chương trình thiện lành này được thành công tốt đẹp. Các cô chú anh chị có thể ủng hộ bằng cách mua vé để đến xem chương trình nhạc kịch này hoặc có thể quét mã QR để chuyển khoản đóng góp cho chương trình. Ngọc Lâm xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Kính chúc mọi người luôn ăn vui hạnh phúc ạ. Tuổi thơ của em chìm trong những ngày đau đớn, bệnh tật. Mong ước giản đơn giờ đây chỉ là em ăn được cơm, ngủ vào được giấc. Nụ cười em vẫn lấp lánh, chờ một ngày vẽ lại những ước mơ. Cách bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh chỉ gần 100 mét, nhà trọ Thiện Tâm nếp mình ở cuối con hẻm nhỏ, trở thành mái nhà cho các bệnh nhi ung thư cùng gia đình. Sinh hoạt phí vốn là nỗi lo mà người thân của các em phải gánh vác trong quá trình điều trị. Bệnh nhân mà trung bình về cái nhà trọ không á, một tháng phải mất trên 5 triệu. Thì cái mặt bằng ở đây để cho chủ yếu để mà chia sẻ một chút xíu nào cho bệnh nhân. Ngoài hỗ trợ miễn phí nơi ở, nhà trọ còn chăm lo cho bữa ăn của các em. Hoạt động phát cơm từ thiện hàng ngày đã san sẻ phần nào gánh nặng cơm áo cho gia đình bệnh nhi. Ở đây các bà bệnh ở đây hiện giờ đang bình làm đó và khoảng được 14 phòng. Mỗi cái giường bệnh đó mình thiết kế 1:2, tức là có mẹ và con ở chung. Thì ở đây mình có phải nói là mình có tổng cộng khoảng từ 50. Thì cái giường đó thì cha mẹ với con cái chung. Thật ra hiện giờ cái nhà tôi đang chứa nó quá cái tải. Thì tối người ta phải ngủ bằng mấy cái ghế bố. Có ghế bố đó là tối ở đây là đầy hết. Cái không gian mình phải để rộng đây cho các con mỗi ngày sinh hoạt. Ở đây thấy các con đang sinh hoạt từ đó. Không gian chung của nhà trọ là nơi lưu giữ niềm vui tuổi thơ, sự hồn nhiên của những đứa trẻ đầy nghị lực này. Cuộc đời nó sinh ra nó bệnh, nó bắt đầu nó có dành cho bệnh viện không? Cái ở đây cô gì? Nếu tụi con có màu nước, các em nó thích tô màu nước. Cái hiện tượng đặc biệt để như mấy em thích kể chuyện. Thật sự thích đọc chuyện nhưng mà không biết chữ. Mỗi ngày, trước khi được vô tư như những người bạn đồng trang lứa, các em đều phải vượt qua nỗi đau của từng đợt điều trị. Em nó ngồi nó mà tô chừng tiếng đồng hồ đó, 15 phút là nó đã mệt rồi. Mà đều rất là thích, nhưng sức khỏe không có. Cho bắt buộc đại tạm lại cái lớp học đó. Thực chất sau đây chỉ còn có cái xu thôi, cái xu là nãy đó vẽ rất là đẹp. Mà em nó chỉ có một tay mà nó vẽ một bức tranh phải hơn một tiếng đồng hồ mới xong. Chúng tôi may mắn được trò chuyện cùng bé Su. Cô bé tài năng đã chiến đấu với căn bệnh quái ác 5 năm khi em chỉ mới 11 tuổi. Em bị xuất huyết não trước.
em ngồi bên đây, mẹ em ngồi bên đây. Xong rồi là em rồi sau đây thấy nó mềm, em mới hỏi mẹ là ủa mẹ ơi sao sao cái đầu con mềm vậy. Cái mẹ em mới đi bác sĩ hỏi thì bác sĩ nói là cái nó mà mềm như vậy thì cái sọ não nó bị phân hủy rồi. Lúc đó mẹ em rất là buồn, rất là hốc rồi. Em cũng không hiểu là chuyện gì đã xảy ra với mẹ. Em mới dỗ mẹ là mẹ ơi mẹ đừng có hốc nữa, mẹ hốc con buồn lắm. Cái xong rồi là bác sĩ cho nhập viện. Tới thứ hai tuần sau thì bác sĩ cho mổ. Mổ cái u đâu mà mổ được có nửa cái à. Còn nửa cái thì để lại, bởi vì nếu mà lấy hết thì hai tay hai chân của em nó sẽ bị liệt hết. Khi mà khác phát hiện con bị u não nữa thì cái đầu là cứ tập trung lo cho con thôi. Hai chồng cũng như là thất nghiệp luôn á. Đôi lúc cũng mình không làm hết tiền, mình nặng. Nhưng mà thấy con sự sống của con nó mãnh liệt quá, mình không thể nào mình buông tay được. Chứ đôi lúc hai chồng cũng là bất lực rồi, không có khả năng để lo cho con đâu. Nhưng mà rồi nói chung là cũng vì tình mẫu tử, cũng vì cái động lực của con mình, nó vừa có được khi bác sĩ trả về mà nó vừa có được lúc đó, thì mình cũng nghĩ là nên theo con mình tiếp tục, dù khó khăn cái nào cũng theo. Bé năm nay nó 11 tuổi, nhưng mà thật sự khi mà con đổ bệnh ra rất là hiểu chuyện, không bao giờ để làm cho ba mẹ buồn. Nói chuyện này kia nó cũng làm cho ba mẹ buồn. Ai hỏi gì nó là con chỉ cầu là con gì hết bệnh rồi để con làm thì nuôi ba mẹ. Thì mình cũng hy vọng là con mình sẽ có không cái màu nào đâu để chữa lên mình cho con. Dạ, ước mơ của em là cho ba mẹ thiệt hạnh phúc và sống lâu và mãi mãi bên em. Em ước mình sẽ hết bệnh và đi học lại. Bên cạnh bé Su, còn có những đứa trẻ cùng người thân đang từng ngày nuôi dưỡng ước mơ, kiên cường sống để tiếp tục chờ điều kỳ diệu xảy đến. Tôi rất mong mọi người cùng thế tôi để mà phát triển này, để mà xoay những cái bệnh nhân mình, và mong cùng đồng hành với tôi trực tiếp để giúp cho bệnh nhân để mà vượt qua những cái khó khăn của mình. Mong một sớm mai khi chim bao choàng tỉnh, em hạnh phúc mỉm cười, thỏa sức vẽ ước